Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay shop em lại về thêm Nokia 88 màu đen. Full mốc. Đánh giá thì cái vỏ này rất là đẹp. Ken xà beng. Không chơi đâu được hết á. Cơ trượt là chắc chắn. Vỏ sau là đẹp xuất sắc luôn. Đó. Chị thấy không? Vỏ đẹp. Mặt trước đẹp xuất sắc. Phím zin rất là đẹp. Đó. Chị xem này, email 6890 cuối đúng không? Đọc thôi. 015 số nổi. Đó. Main Air nha anh chị. Âm thanh là xuất sắc. Cây này anh chị mua xài mua tặng là khỏi chê. Máy nguyên bản chưa có tiếng Việt đó, anh chị là muốn cài tiếng Việt thì hiện cài tại tại cửa hàng luôn đó. Hàng zin chưa, rất là sướng, vỏ là chưa một cái gì mà để chơi luôn, đốc sạc zin theo máy luôn nha anh chị. Trong hộp này nó đầy đủ hả? Đầy đủ nhưng mà nó chỉ thiếu cái tai nghe Bluetooth thôi. Tại chủ cũ sẽ nghe bị hư rồi, nó hết pin rồi. Đó, đốc sạc trống. Còn không có gì trống nữa. Đó, bao da zin của nó. Cái này là cục sạc hết. Đó. Một bộ nó bao gồm vô đây. Đó. Anh chị nào mua thì tranh thủ ghé nha. Em chỉ có một cây full box thì đẹp thôi. Bảo đảm hàng zin nguyên bản đẹp xuất sắc.